Tôi muốn nói chuyện cho rõ ràng. Ngày mai cô gọi cả thằng kia đến. Anh lấy tư cách gì mà yêu cầu người ta đến gặp anh? Mục đích của tôi ngày hôm nay đến đây là để xin lỗi anh. Anh vì mẹ con tôi mà đã bị ăn đòn oan như vậy. Tôi sẽ đi gặp Nghĩa để giải thích là anh không hề liên quan đến chuyện này. Liệu ông giải thích đó thì hắn ta có tin hay không? Vì dù sao á, Nghĩa cũng đã từng chứng kiến á, tụi mình bên nhau mà. Đó là chuyện của quá khứ. Tôi chỉ muốn mọi thứ rành mạch thôi mà. Anh biết em không muốn liên quan gì tới anh. Nhưng mà liệu khi em nói đó không phải là con của anh thì Nghĩa chắc chắn muốn biết cha đứa trẻ là ai. Dù gì chuyện này cũng cần có một người phải thừa nhận, đúng không? Dù gì Nghĩa cũng hiểu lầm rồi. Vì anh đã nhận anh là bố của đứa trẻ nên em không cần bận tâm nữa đâu. Cái gì? Sao anh lại nói như thế? Chẳng sao cả. Hắn ta đấm anh vài cái, bây giờ sẵn anh làm cho hắn ta nổi điên luôn. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Anh biết là tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh mà. Ảnh hưởng gì? Thì tôi có biết là hai người đó sẽ làm những gì đâu. Nhỡ sau này họ tìm đến tận chỗ làm của anh, làm ầm lên, ảnh hưởng đến công việc của anh, rồi cuộc sống riêng của anh nữa. Thì sao chứ? Anh độc thân, cũng gần 40 tuổi. Bây giờ không có chút chuyện xì xèo xung quanh đó, cũng hơi kỳ lạ đó. Nhưng mà thế này thì thành ra là tôi lợi dụng anh, lôi anh ra làm lá chắn cho những chuyện này à? Là do anh tự đứng ra, chứ đâu phải do em nấp vào. À mà thôi, lâu lâu vận động cổ tay cổ chân một tí á, thấy cũng khỏe người mà. Có thể bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, vì sao ngày đó anh lại đột ngột ra đi, rồi bây giờ lại trở về, rồi muốn giúp tôi, rồi nhảy vào những rắc rối này? Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói rõ tất cả. Nhưng anh muốn em biết, ở thời điểm này em gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lo lắng và phải đối diện với rất nhiều chuyện. Anh chỉ muốn em biết là anh đã trở về và làm việc ở đây. Anh vẫn có thể là một người bạn khi em cần. Nên sau này nếu mà hắn ta gây phiền phức cho em, cứ gọi cho anh. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai.
Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Nhớ những gì mẹ dặn chưa? Thôi. Alo, tôi nghe. Con chào bà nội, con là Gon đây ạ. À, Gon hả con? Sau giờ này gọi cho bà có chuyện gì không? Tại con nhớ bà nên mới mượn điện thoại của mẹ để gọi cho bà đấy ạ. Bà có nhớ Gon không ạ? À, bà nhớ. Nhớ bà, thế tại sao nãy không đi theo bố gì đây? Bà nội ơi, đến giờ đi ngủ rồi ạ. Gon muốn chúc bố ngủ ngon. Bà bảo bố nghe máy của Gon được không ạ? À, được, được. Đợi bà nghe. Bố Nghĩa ơi! Dạ. Bố đây. Gon chuẩn bị đi ngủ à? Vâng ạ. Vậy Gon ngủ ngon nhé. Vâng ạ. Thế bao giờ bố về ạ? À? Khi nào bố về hả? Xong việc bố về nhé. Gon chuyển máy cho mẹ đi. Vâng ạ. Em đây. Tôi nói với cô sao? Đừng bao giờ lợi dụng thằng bé cơ mà hả? Alo. 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 Này, em Money. Money. Money mà niệm cái gì? À, xin lỗi. Money. Chị nhầm. Tại vì bạn gái của ông á, suốt ngày mà ngồi kế bên toàn nghe mùi tiền không à. Cho nên chị nhầm, chị xin lỗi nha. Bà. Nhưng mà ví dụ như á, cái thai đó thật sự là chuyện của chị với Nam thì phải làm sao đây? Bà nói lung tung cái gì đấy? Bà... Anh còn gì mà giải thích được không hả? Không phải em ơi. Hả? Còn gì mà phải giải thích? Trai thì chưa vợ, gái thì mới bỏ chồng. Ví dụ như mà có gì gì với nhau đi nữa thì cái đó người ta gọi là thiên thời địa lợi đó. Nè, lỡ có thai thì cũng đâu có sao đâu. Nè, con ơi, kêu ba đi con. Năng, năng. Bà nói lung tung cái gì đấy, điên à? Cô đứng lại đấy. Anh làm cái gì đấy? Tôi muốn nhìn rõ cái bộ mặt giả tạo của cô. Mở miệng ra để chửi tôi. À, tưởng cô phải đàng hoàng thế nào, hóa ra ngủ thằng đàn ông khác trong kỷ niệm ngày cưới. Mẹ còn trách móc cái gì? Công tác vùng cao à? Việc bất khả kháng à? Cô cũng khốn nạn như tôi thôi. Sao? Không nói được lời nào đúng không? Giờ anh cũng biết là mình khốn nạn rồi à? Nhưng mà anh nói sai một điều đấy. Là sao? Anh ta không phải là người lạ. Chưa nói xong. Bỏ ra! Anh là gì? Bỏ ra! Còn chết này! Cút!